Chào các bạn, hôm nay thì nhà mình sẽ ăn món lòng gà nấu lá đắng. Đây là đắng đấy. Nó cũng giống như mình sử dụng nấu bỉa, là sử dụng mật cá hoặc là mật bò. Nhà mình là sử dụng lá đắng. Lá đắng thì có nó ăn cũng hơi có vị đắng đắng á, nhưng mà nó cũng dụng mà giúp tiêu hóa rất là tốt. Đầu tiên thì lòng gà các bạn băm nhỏ ra, băm nhỏ rồi đảo với băm nhỏ thì bạn có thể cho hạt tiêu này, hành khô, một chút gừng. Đây thì mình đã đang đảo rồi. Sau đấy sau khi đảo thì mình sẽ cho lá đắng vào, và cái này đun và đun khá là lâu một chút để cho lá đắng nó mềm hơn. Nay mình không cài chân quay nên nó hơi rung, các bạn tham khảo khác. Cái này thì càng băm nhuyễn nhỏ thì càng ngon. Thì bạn xào cái phần, bạn có thể thay bằng lòng cá cũng được, cũng rất là ngon. Sau khi cho lá đắng vào, cái này thì mình băm hơi vội nên nó không được nhỏ lắm, nên mình sẽ ninh nó kỹ hơn bình thường. Cho lá đắng vào, bạn cũng xào cho nó ngấm gia vị, rồi chế nước vô đun sôi. Thì lá đắng cũng khá là đơn giản, nhưng mình thấy nó rất là hay ở cái là nó giúp cho mình tiêu hóa tốt ấy. Nên khi ăn xong bạn không có cảm giác nặng bụng. Nếu mình ăn nhiều quá thì thường bụng cũng rất là ị ạch. Ai mà bụng mà kém kém một chút, hệ tiêu hóa kém một chút thì lại còn đầy bụng nữa. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ việc tiêu hóa nó ổn ấp hơn. Mà vị nó cũng đắng đắng cái ăn, nhưng mà cũng tùy người ấy nha. Nhưng mình với cô bạn của mình lên đây thì khá là thích món này, bởi vì ăn xong nó bụng nó nhẹ nhàng ấy, chứ nó không nặng nề quá. Còn ăn món bịa từ nấu từ mật ấy thì mình cũng có ăn thử nhưng mà không có ham lắm. Nó vị đắng kiểu gì chắc là phần mình nghe thấy từ một cá với một bò một bê ấy, mình đã thấy sợ rồi, nên có khi nó át một vị ngon thì cũng nên. Nên nói chung là hơi sợ nên không có thấy có vị ngon. Đây là món gà rang mắm vừa rang xong. Đó, như hai vợ chồng mình ăn thì mình là một nắm lá đắng này, một bộ lòng gà, và mình vừa chế 3 bát nước con canh, vì nhà mình cũng không ăn nhiều canh lắm. Rồi bạn đun cho nó sôi lên lâu lâu một chút, ninh cho nó mềm cái lá lên ấy thì là ok, là mình có thể ăn được. Nói chung là nó cũng dễ, rất là dễ nấu. Bạn cứ cho đủ gia vị và đun đủ thời gian là ok, không có vấn đề gì. Đó, màu nước nó cũng thơm thơm, vàng vàng, dễ chén. Đó, mình xin đun trong khoảng 30 phút với lửa liu riu, khoảng như nhà mình dùng bếp từ là khoảng 300, trong vòng nửa tiếng, 300 hoặc 120 cũng được, riu riu cho nó mềm cái lá đắng ra, cũng như là vị đắng nó quện cùng với lòng gà ấy là được. Rồi mình sẽ đun nhé. Sau khi đun khoảng nửa tiếng mà lá đắng nó đã mềm ra thì mình cho ra bát và thử thức thôi. Món này thì bạn nên ăn nóng, nó sẽ rất là ngon.
Mình đang nấu bữa tối nên là nó cũng hơi sắp bóng một xíu. Nhìn có giống canh cua không bạn? Ok, chúc các bạn ngon miệng nhé.